Quay một vòng khu vực này cho các bạn coi, xong rồi qua bên nhà văn hóa thanh niên. Mai với đào giả không à? Em áo dài. Này có tên là đường Nguyễn Văn Chim nha các bạn. Chim này là chim có ê nha. Cổng lễ hội Tết Việt Giáp Thìn. 30.000 một vé, 30.000 một vé à? Đây nè. Đây đồ treo ở cây mai. Ôi con mèo tuổi mình luôn. Ất Mão, lá bồ đề 30.000. Phố ông đồ rất nhiều các ông đồ trẻ tuổi, nét bút mảnh mài, mua viết chữ vô nữa, viết chữ rồi tốn tiền nữa. Vẽ tattoo luôn, vẽ tattoo. Cái bản đồ này nhiêu rồi chị? Dạ 85. Khu vực ẩm thực ha các bạn. Rồi hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Thì tối hôm nay chúng ta đang có mặt tại trung tâm thương mại Diamond Plaza các bạn. Chúng ta đang đứng trên con đường Lê Duẩn, năm xưa là đường Thống Nhất. Phía bên kia là Ủy ban Nhân dân quận Nhất đó. Hướng này là chạy về Thảo Cầm Viên các bạn, về cầu Thị Nghè, về ngã tư Hồng Xanh. Đây hướng dẫn chạy thẳng về Dinh Độc Lập. Phía bên trái xa xa đó là cái nhà thờ Đức Bà. Rồi tối nay đi cập nhật tình hình đón Tết tại khu vực trung tâm của quận Nhất các bạn. Bắt đầu từ video này mình sẽ đi cập nhật cái tình hình đón Tết của bà con. Đấy, sáng mai đi đón Việt Kiều các bạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây trước mặt chúng ta đây là trung tâm thương mại Diamond Plaza ha. Trước nó là cái văn phòng của cái công ty RMK. Một công ty chuyên xây dựng cầu đường phục vụ cho chiến tranh của quân đội Mỹ các bạn tại miền Nam Việt Nam. Hên quá hôm nay không có mở nhạc. Khung cảnh vào lúc 8 giờ rưỡi. Hôm nay là ngày chủ nhật các bạn, chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024. Ở dưới là 18 rồi các bạn. Còn khoảng 10 ngày hơn là chúng ta sẽ đón Tết Giáp Thìn. Đây toàn mai giả không à. Thời tiết tại Sài Gòn gần đến Tết buổi ban ngày thì rất là nắng nóng các bạn. Chiều tối bắt đầu là không khí nó thoáng mát hơn, thích hợp cho đi dạo bộ. Khung cảnh rất là náo nhiệt ha. Quay bên khu trung tâm thương mại Diamond Plaza trước, xong rồi qua bên nhà văn hóa thanh niên các bạn. Bên nhà văn hóa thanh niên tối hôm qua ngày 17 tháng 1 năm 2024 mới khai mạc cái lễ hội Tết Giáp Thìn. Khung cảnh bà con cũng như có khách Tây ha. Khách Tây cũng có rất là nhiều rồi các bạn. Đoàn khách Tây đây. Phía bên đường Lê Duẩn, cổng sau nhà thờ Đức Bà. Khung cảnh tại con đường Lê Duẩn hướng về Dinh Độc Lập.
trang hoàng đèn rất là đẹp ha. New Year Giáp Thìn 2024. Khung cảnh rất là náo nhiệt. Hên quá không có mở nhạc các bạn. Có những thông báo, có những cảnh báo các bạn, đừng chạm vào các đồ vật trang trí, cẩn thận bậc thang, nó có cái gờ, nhiều người dễ bị dấp té lắm. Quay một vòng khu vực này cho các bạn coi, xong rồi qua bên nhà văn hóa thanh niên. Sao có con trâu, không phải là con rồng mà là con trâu là sao? Mai với đào giả không à? Phụ nữ mặc áo dài, nét đẹp truyền thống. Sợ đội trật tự dữ. Đây quẹo vô đường Phạm Ngọc Thạch. Năm xưa là đường Duy Tân. Đây các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Sáng nắng nóng quá, buổi chiều tối thích hợp tản bộ, nhiệt độ nó hạ xuống nên em áo dài. Đây, kế bên ông của Diamond có quán cà phê Highland Coffee. Rất là đông khách ngồi ngắm cảnh. Đường này có tên là đường Nguyễn Văn Chim nha các bạn. Chim này là chim có ê nha. Đây là cái trung tâm dịch vụ việc làm. Đây bắt đầu từ đây là đường gọi là đường Mai Vàng. Đây, chúng ta qua nhà văn hóa thanh niên.
khai mạc lễ hội Tết Giáp Thìn năm 2024. Đây là lần thứ 17 rồi các bạn tổ chức tại nhà văn hóa thanh niên này. Năm nay là năm thứ 17 rồi. Mai giả thôi ha. Cảnh mùa vang ở ngoài tràn lan ở bên đường luôn. Cổng lễ hội Tết Việt Giáp Thìn. Rồi vào trong coi có gì ha. Thật quá. Đeo khẩu trang vô. Nhân viên sẽ tự đến để đưa bé cho quý vị ạ. Lễ hội này khai mạc từ ngày hôm qua tới hôm qua. Tấm lòng hảo tâm luôn ạ. Cảm ơn nhiều. 17 tháng chạp cho đến mùng 5 Tết. Đêm cuối rồi, đêm cuối rồi. Có nghĩa là ngày 2 cuối cùng rồi. Nước rút được không ạ quý vị? Cánh tay như cá được không ạ? 20 ha. Cho đến ngày mỗi lớp vé mệnh giá là 30.000, chúng ta có thể đi làm hậu tâm để gây quỹ ủng hộ cho các em hơi khó khăn à. Đêm đêm cuối này ạ, và các anh chị nghệ sĩ từ đến từ Hội An cũng đã nỗ lực góp sức cho chương trình chúng ta tốt đẹp từ hôm qua đến hôm nay rồi ạ. Và đêm nay là đêm cuối cho nên tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức, cùng nhau trân trọng những giây phút mà chúng ta sẽ gây thiện nguyện, gửi đến những món quà Tết cho các trẻ mồ côi cũng như các trẻ em khó khăn. Cho nên cần lắm những tấm lòng, những cánh tay quý vị thật cao đúng không ạ? 30.000 một vé, 30.000 một vé ạ. Và tùy lòng hổ tâm chúng ta có thể rồi xin cảm ơn anh. 30.000 một vé. Chúng ta có thể đưa ra mệnh giá cao hơn tùy vào quý vị có lòng hổ tâm ạ. Và một lần nữa thì tôi được xin cảm ơn, xin gửi một cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị đã cùng ủng hộ và theo dõi chương trình từ hôm qua đến hôm nay. Và rất cảm ơn quý vị ạ. Rồi rút ra ngoài các bạn để mở nhạc mất công lắm. Rồi chúng ta đi ra ngoài quay phố ông đồ. Chúng ta vừa nhận được là 3 vé và mệnh giá là 300.000 luôn ạ. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Rồi. Quý vị chúng mình nhẹ cho tay người đăng ký cho chị đến. Hai người ấy yêu nhau, ôi trời ơi. Thật là hết hồn. Đây đi qua phố ông đồ các bạn. À, phố ông đồ ở ngoài nè, đi ở ngoài. Mình làm cái gì mình quên.
hàng bán tấm chụp hình. Đấy, đồ treo ở cây mai, phụ kiện treo ở cây mai. Hàng bán không lấy được chụp hình. Ôi ngọt ngạt quá, người không là người, quá trời là người. Cây dù thiệp quạt. Đọc không được bằng chữ gì. Hạnh phúc. Chữ thư pháp đọc không nổi. Mặt tiền chính nhà văn hóa thanh niên. Phố ông đồ. Hòa kính thanh lịch. Chúc mừng năm mới. Tài lộc các tường. Ôi con mèo tuổi mình luôn. Ất Mão năm nay là năm thìn rồi. Con rồng vừa mới qua Quý Mão giờ qua trời ơi nó vẽ mà cần đẹp dữ vậy em. Live stream bán hàng luôn.
thư pháp Đức Đào Chiến. Lìa tiếp tục đi thôi các bạn, còn nhiều lắm. Ngay góc ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi. Đây đường Nguyễn Thị Minh Khai, qua bên kia là quận 3 nè. Trời, chỗ này đông dữ. Lá bồ đề 30 ngàn. Hồi lá nhỏ xíu vậy mà 30 ngàn ta. Như ý Lộc à. Phúc Lộc Thọ Như ý. Trời, bên này quá trời luôn, tha hồ lựa luôn. Quá là nhộn nhịp luôn, rất là đông đúc. Đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai, năm xưa là đường Hồng Thập Tự, qua bên đó là quận 3 các bạn. Bên này quận nhất, ranh giới giữa quận 3 và quận nhất. Phố ông đồ rất nhiều các ông đồ trẻ tuổi, tài năng hiếm có luôn. Đi xin chữ thôi. Trời ơi, cái bàn. Một cái con rồng luôn. Chữ gì ta? Chữ lòng. Chữ trên đó là bồm ngộ hả? Bồm ngộ. Nhìn một tí xíu mới đọc ra nổi. Thư pháp bó tay. Chữ thư pháp đúng là khéo tay. Nói chung là phải có khiếu rồi mới vẽ, đôi tay mới vẽ lên mấy cái chữ nổi. Nét bút mảnh mai. Viết tên móc khóa 12 con giáp. Móc khóa bằng nhựa chứ không phải bằng gỗ các bạn, bằng nhựa. Trời, đồ của Trung Quốc không à, mấy cái quạt đó của Trung Quốc không. Rồi cái lắc lắc này là chưa có chữ nè, mình mua viết chữ vô nữa, viết chữ rồi tốn tiền nữa. Bao lì xì
Bao lì xì 20.000. Tiếp tục. Chờ bên này nó hết nhạc rồi, bắt đầu đi qua, nó mở nhạc. Gốm Nhật giá gì có 20-30 ngàn vậy? Rồi gốm Nhật giá gì có 20-30 ngàn à? Trong này đang chơi nhạc. Có mấy cái lục lại các anh. Nét gì ta? Nét xưa. Trời ơi, nét xưa. Đọc không ra nổi, nét xưa. Viết lên cái quạt xong rồi sấy. Sấy cho nó mau khô. Cái này là cái gì đây? Bên kia ai coi? Vẽ henna. Ồ, vẽ tattoo luôn, vẽ tattoo. Vẽ theo hình, lựa hình, mấy em gái lựa hình.
đây cũng vẽ nè, à, gọi là vẽ henna nghệ thuật Ấn Độ các bạn. Bản đồ Việt Nam à. Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Cái bản đồ này nhiêu rồi chị? Dạ 85. 85 ngàn hả? Chắc giá luôn hả? Dạ, cái này công nhân viên không ai chủ. À. Em đẹp quá ha. Bằng gỗ hết em. Dạ đúng rồi. Mẫu mẫu đó là có kiểu khác nhau ấy. À. Nó có đèn hay cái đồng hồ được ha. Hay về chắc anh chế lại quá, để nghiên cứu lại. Gắn cái đồng hồ lên nữa là đẹp. Thấy cái bản đồ là thấy là kết rồi. Khu vực ẩm thực ha các bạn. À, trong đó nhạc tùm lum ơi. À, đi ra khúc sau này có trò chơi cho trẻ em mà. Rồi ra gần đụng đến đường Hai Bà Trưng rồi các bạn. Hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai này là chạy về đến cầu Thị Nghè, đi về ngã tư Hàng Xanh ha. Rồi đến bãi gửi xe rồi các bạn ha. Nếu chúng ta quẹo phải đường Hai Bà Trưng đó là chạy ra đường Lê Dẫn đó. Nguyên cái công viên nhà văn hóa thanh niên đây ha. Vào buổi tối ngày 28 tháng 1, có nghĩa là ngày 18 tháng 12 âm lịch. Mình cũng đi cập nhật tình hình chuẩn bị Tết, đón Tết tại khu vực trung tâm thành phố các bạn. Rồi các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.